Bánh mì chảo là một món ăn được cải biến rất sáng tạo từ món bíp xích của phương Tây, đã tạo nên một món ăn đẳng cấp không những dành cho người Việt mà còn dành cho cả thế giới. Mô hình bánh mì chảo rất thịnh hành tại các quán trung tâm Sài Gòn và có rất nhiều tiềm năng để phát triển tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Bánh mì chảo là cái món ăn mà phải nói là nó giống như bít tết ha, mình hay dùng từ là bít tết hoặc là bò né. Thì với bánh mì chảo phải nói là cái nhân nó rất là phong phú, thành ra là có thể là mình cho nhiều loại nhân khác nhau đó. Và quan trọng là cái chảo nó nóng, thành ra là khi mình ăn nó nóng, thành ra nó làm cho người ăn rất là thích ăn, nó không ngán, nó nhiều cái nguyên liệu đó, nó rau củ đầy đủ. Bánh mì chảo là món ăn ngon với nhiều loại nguyên liệu đa dạng khác nhau như thịt bò, trứng gà, xúc xích, bắp non, pate gan, bánh mì. Có một sốt đặc biệt dùng để chấm bánh mì với thịt bò áp chảo. Thịt bò áp chảo phải mềm, được áp chảo với màu sắc vàng xém hấp dẫn, mùi thơm thịt bò áp chảo nhẹ nhàng, kết hợp với trứng áp chảo, pate, xúc xích, bắp non, làm cho món ăn thật hấp dẫn. Món ăn này khi ăn luôn giữ nóng nhờ tấm chảo gan dày, ăn rất ngon và hấp dẫn, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, để chọn nguyên liệu, chế biến và bảo quản để món ăn luôn thơm ngon là điều không dễ dàng, nhất là với nhiều người chưa am hiểu về nghề bếp. Thầy Y là một chuyên gia ẩm thực nổi tiếng của Việt Nam, đã có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy rất thành công món bánh mì chảo. Rất nhiều học viên của thầy đã học và kinh doanh thành công. Rồi mấy mình về chảo thì thầy đã nghiên cứu và kinh doanh và cũng đã giảng dạy nhiều, thành ra là các thành phần trong một cái bánh mì chảo thì xử lý rất là tốt để làm công nghiệp. Học viên khi tham gia học bí quyết làm bánh mì chảo với thầy Y sẽ nắm rõ các kỹ thuật chọn lựa nguyên liệu, phương pháp chế biến, bảo quản, cách bán hàng, cách mua sắm dụng cụ, thiết bị cần thiết để triển khai kinh doanh. Thầy Y truyền dạy phương pháp chế biến theo hướng công nghiệp, chế biến với số lượng nhiều, giá thành thấp, giảm thiểu nhân công và chất lượng luôn ngon, đồng đều. Mà đặc biệt là khi mình bán hàng thì làm sao cái chảo nóng lên và tất cả các nguyên liệu trong đó nó phải chín vừa đúng. Đó, điều đó mới rất là khó. Thì thầy hướng dẫn thì thầy chỉ cách sắp xếp và cái cách làm nóng từng thành phần để đưa ra một cái bánh mì chảo nó vừa ngon, và bánh mì thì cũng nướng lại. Và khi kinh doanh nó cũng kiểm soát được chất lượng rất là tốt. Thầy dạy rất là nhiệt tình và chỉ tất cả các bí quyết, và mình có thể xét được cái quy trình một cái bếp của nhà hàng. Phương pháp đào tạo như vậy sẽ giúp cho học viên nắm rõ phương pháp chế biến và kinh doanh để đạt được chất lượng món ăn tốt nhất, hạn chế rủi ro khi kinh doanh ngành ăn uống. Khi mà thầy dạy mình cảm thấy là cái cách trình bày nó dễ hiểu, cộng với là cái bí quyết của thầy truyền đạt cũng ok á, tại vì mình là người nếm trực tiếp, mình theo dõi trực tiếp cái quá trình mà thầy dạy. Và sau đó mình nghĩ là nếu mà mình làm được giống như là cái hương vị mình giữ được giống như lúc mà thầy dạy thì mình tự tin là để mình mở quán được. Mô hình kinh doanh bánh mì chảo thực sự là cơ hội kinh doanh đầy tiềm năng cho những học viên yêu thích kinh doanh ngành ẩm thực với số vốn đầu tư ít, mang lại hiệu quả cao tại những khu vực tập trung nhiều người, đặc biệt là giới trẻ.